Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc với đa dạng các mẫu mã sản phẩm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số cửa hàng đã không diễn ra giao dịch vàng miếng SJC, khiến nhiều khách hàng băn khoăn, lo lắng. Tôi đã từng gặp rất là nhiều trường hợp bạn bè của tôi là mua ở bên ngoài, không phải nhà, những thương hiệu như là Doji, SJC hay là Bảo Tín Minh Châu. Đến khi mà có cái mục đích sử dụng kinh tế và muốn bên cửa hàng thu hồi lại nhưng mà cửa hàng lại không thu hồi lại được. Sản phẩm vàng miếng SJC là một sản phẩm mà kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy mà chỉ những cái đơn vị kinh doanh được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới được kinh doanh cái sản phẩm này. Vì vậy là khi mà người dân mua bán trao đổi thì nên đến những cái địa điểm mà được nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì cũng có một số những cái đơn vị được kinh doanh vàng miếng, trong đó có Doji chi nhánh Thái Nguyên. Thế ngoài ra thì có một số đơn vị nữa, như cá nhân tôi được biết thì ví dụ như là bên vàng bạc Phú Nhuận, PNG và một số những cái ngân hàng trên địa bàn. Như vậy, tại Thái Nguyên có 2 doanh nghiệp và một số ngân hàng đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng SJC. Tuy nhiên, thời gian qua, người dân lại có thể mua mặt hàng này tại cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng SJC. Và hiện nay, các cửa hàng này đã dừng mọi giao dịch liên quan đến sản phẩm vàng miếng SJC, khiến khách hàng lo lắng khi muốn bán sản phẩm đã mua. Chúng tôi cũng nhận được một số phản ánh của khách hàng về cái việc là khách hàng đi mua vàng SJC ở một số những cái đơn vị ở trên địa bàn tỉnh. Sau đó thì các cái đơn vị đó không thực hiện mua bán giao dịch nữa. Thì chúng tôi cũng hướng dẫn khách hàng là đến các cái địa điểm được cấp phép kinh doanh vàng miếng thì tất cả mọi hoạt động thu mua hay là trao đổi vẫn được diễn ra bình thường. Doji cũng có kiến nghị với lại các cái đơn vị quản lý nhà nước về mảng kinh doanh vàng, tăng cường kiểm tra giám sát cũng như là đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng khi mà mua bán cái sản phẩm kinh vàng miếng ở trên địa bàn. Sự việc trên đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để bảo vệ quyền lợi của chính mình và tránh những sai phạm đáng tiếc, người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định khi tiến hành hoạt động mua bán, không chỉ riêng đối với các sản phẩm vàng miếng SJC mà còn đối với ngoại tệ, một trong những vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm với nhiều điều băn khoăn khi các giao dịch ngoại tệ tại Thái Nguyên đã không còn sôi động trong thời gian gần đây. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo.